Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Trong video này Hường chia sẻ cái cách mà thầy Phạm Thành Long chia sẻ giúp cho chúng ta quảng cáo nhanh chóng đạt nút bạc ở trên kênh YouTube. Ok, bây giờ chúng ta thực hành luôn nè. Giả sử Hường có một cái video như này. Một cái video như này của kênh Hường. Kênh Tomato Hường Official thì nó sẽ chia sẻ về hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là về affiliate marketing, thứ hai về cái tư duy mà chúng ta làm kinh doanh, chúng ta kinh doanh trên internet. Như vậy thì cái video này thì nó có tiêu đề đó là làm thế nào để lực hút tiền mạnh nhất có thể, tức là chia sẻ về tư duy. Và bây giờ nhiệm vụ của Hường làm thế nào để có nhiều người đăng ký kênh và họ cũng đang phát triển bản thân, họ cũng đang có mong muốn có một cái tư duy làm giàu. Như vậy ở trên YouTube sẽ có rất là nhiều kênh khác nhau, họ chia sẻ về cái việc làm thế nào để trở nên giàu có, những cái kênh về tư duy làm giàu. Ví dụ kênh của thầy Phạm Thành Long, kênh của thầy Phạm Ngọc Anh, hoặc là Thái Phạm, hoặc là kênh của Web 5 ngày, kênh của Giang ơi vân vân. Thì bây giờ Hường sẽ đặt quảng cáo tại những cái kênh lớn đó. Họ bởi vì họ cùng chia sẻ về tư duy nên cái video này nó là video chia sẻ về tư duy nên Hường sẽ đặt 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 cái quảng cáo mình ở đấy để thu hút những fan họ đang muốn nghe về tư duy, họ qua đăng ký kênh của kênh Hường. Ok, bây giờ đây là một chiến lược, đó là mình sẽ thu hút khách hàng từ cũng có thể gọi là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, đối thủ cạnh tranh mà mình đang hướng đến đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào chiến dịch. Bây giờ Hường sẽ tạo một chiến dịch mới nha. Mình sẽ đặt tên đó là, mọi người nhớ chọn ở đâu không? Chọn cuối cùng nè, chọn video rồi giữ nguyên rồi bấm tiếp tục. Rồi đây chúng ta sẽ đặt tên video đó là theo video đối thủ hoặc là nội dung tương tự. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên là chi phí tối đa mỗi lượt xem ha, vẫn để ở trên rồi, tức là xem thì mới tốn tiền, không xem thì không tốn tiền. Bây giờ mình sẽ chọn tổng ngân sách. Bây giờ mình thêm tổng ngân sách của chúng ta, mình có thể để chế độ hàng ngày đi. Nếu mà cái video này mình muốn chạy thường xuyên thì mình để hàng ngày bao nhiêu trăm ngàn đấy. Còn nếu mình chỉ chạy muốn chạy một video 500 ngàn thôi thì mình để chế 500 ngàn thôi. Ví dụ như video này thường muốn là cho nó lên tổng chiến dịch luôn đi. Mình muốn cho nó lên là mình muốn chi tiêu cho chiến dịch này là 1 triệu nữa. Thôi 500 thôi. Ví dụ thôi mà, mốt làm thật thì là 1 triệu. Ok, mình sẽ cho ngày kết thúc là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ok, mình sẽ cho nó không không hiện lên đối tác, bởi vì là mình chỉ muốn chạy trong YouTube thôi, hiện trên đối tác thì mình không biết, nó không kiểm soát được. Với lại Hường thấy tỷ lệ chuyển đổi ở trên chính xác ở trên YouTube thì nó sẽ tốt hơn. Bỏ cái đối tác đi, mình sẽ chọn quốc gia, mình chọn Việt Nam luôn. Bởi vì là mình không có bán cụ thể cái sản phẩm gì ở trong đây nên mình không cần phải target chính xác là cái là những người mua hàng ở đâu, nên mình chọn toàn Việt Nam luôn. Nên là mình muốn là giá thầu của mình thấp thấp thêm một tí, bởi vì khi mà cái kênh của chúng ta có một cái lượng sub lớn ấy thì nó cũng sẽ ăn đề xuất, và do vậy thì kênh của chúng ta sẽ tự động được đề xuất đến những người họ thích cái video này. Như vậy thì chúng ta có một cái lưu lượng truy cập gọi là không có tốn phí. Nên là bây giờ mục tiêu của Hường là Hường không có để ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn những cái mục tiêu cụ thể quá ấy, thì làm cho chi phí giá thầu của chúng ta sẽ cao hơn, bởi vì quá nhiều người chạy quảng cáo ở đây đúng không? Bởi vì lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta là ở Hà Nội, Sài Gòn và những thành phố lớn đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khoảng không quảng cáo đúng không? Thôi kệ nó. Rồi các bộ loại trừ bỏ qua. Bây giờ mình nói là group 1, nhóm 1 đi. Tạm thời để nhóm 1 đổi độ tuổi. Bây giờ mình không quan tâm tới 18 đến 24, mình bỏ bớt đi cũng được. Rộng thì rộng nhưng mà nếu mà tuổi mà bé quá thì cũng không phải là khả năng tiềm năng của mình. Rồi mình cũng thể là 50% dưới cùng của xã hội. Ví dụ như họ quán nghèo đi thì thôi. Thì mình cũng lọc bớt. Hoặc là mọi người để thêm để cái giá thầu nó thấp thì cũng được. Rồi đối tượng, bỏ bỏ qua đối tượng nha. Tạm thời mọi người chưa có quan tâm tới đối tượng lắm. Mọi người sẽ quan tâm tới cái việc là nhân khẩu học nè. Rồi chúng ta sẽ quan tâm tới từ khóa này, chủ đề này, vị trí. Vị trí đặt thì ở đây chúng ta sẽ để video mà chúng ta muốn đặt quảng cáo. Từ khóa này, bây giờ thôi, mình không có chạy từ khóa ha. Nếu mà chúng ta để từ khóa vô,
mà chúng ta để luôn cả cái kênh video, thì thành ra ai mà họ vào cái video của đối thủ cạnh tranh của chúng ta, họ xem video và họ cũng search từ khóa đó thì nó mới hiện ra. Nên thôi mình sẽ bỏ qua cái chế độ chọn từ khóa, bởi vì từ khóa nó sẽ hoạt động theo chế độ là và. Ví dụ như cùng nó sẽ xuất hiện ở khi mà khách hàng vào video và search từ khóa thì nó mới ra. Thì thôi mình bỏ từ khóa đi, bởi vì là chúng ta để từ khóa vô thì nó sẽ giới hạn cái đối tượng khách hàng của chúng ta. Bây giờ mình sẽ chọn ở vị trí đặt nha. Chủ đề. Chủ đề tức là họ quan tâm tới điều gì. Thì mình để mà quảng cáo của chúng ta rộng hơn ấy, để chi phí của chúng ta thấp hơn, thì thôi bây giờ mình cũng bỏ qua chủ đề luôn. Nếu mọi người muốn cho chắc ăn là những người xem video của chúng ta là quan tâm tới cái kênh của mình, thì mọi người có thể chọn, ví dụ như kênh của Hường dạy về tư duy, về phát triển bản thân, về làm giàu, thì mọi người có thể chọn những cái liên quan tới ví dụ bất động sản nè, rồi giáo dục, rồi máy tính, gì đây, tài chính, rồi giáo dục, việc làm đấy, vân vân. Thì những cái nếu mà Hường để cái đó vô thì chỉ những người họ quan tâm tới giáo dục tài chính này nọ thì họ mới xem được. Nên thôi Hường để thoải mái bê, bởi vì là mọi người có biết là hầu hết chúng ta đều quan tâm tới tài chính. Nên thôi ha, bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ vị trí đặt. Ví dụ như kênh YouTube, Hường sẽ lên kênh YouTube của Hường, lấy cái kênh của họ Hường muốn target. Ví dụ như Hường muốn target cho kênh YouTube của web 5 ngày đi, mình sẽ thấy mình vui kênh của họ này. Làm thế nào để bán ít nhất 30 đơn hàng một ngày? Đó thì mình sẽ đặt ở đây. Mình sẽ bấm vào kênh YouTube này, nó sẽ xuất hiện web 5 ngày, mình ok, mình add nó vô. Tức là Hường sẽ đặt quảng cáo ở trên cái kênh web 5 ngày. Ok. Rồi tiếp tục, mình sẽ search ví dụ như Giang ơi. Đó thì mình Chào các cũng bạn, chào sẽ các lấy cái kênh của họ, mình bỏ qua đây mình search Giang ơi, mình cho nó qua luôn. Rồi muốn chạy ở đâu nữa, ví dụ như thầy mình không có chạy quảng cáo. Ok, xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành. đấy mình cho nó vô. Đấy, ok. Rồi ví dụ như mình sẽ vô cái kênh là mình sẽ có những cái kênh là ai nữa cả nhà. Ví dụ như cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh của những người, ví dụ Thái Phạm. Tại vì những cái kênh này cũng chia sẻ về tư duy đó. Nên mình sẽ cho vô. Hoặc là chúng ta cũng có thể là ví dụ như Hường đang chia sẻ về lực hút tiền, mình sẽ search luôn lực hút tiền và tụi có video nào này, ví dụ 448.000 view này đấy, thì Hường cũng chơi luôn cái video này, Hường muốn chạy quảng cáo trong đấy luôn. Thì nếu mà ai có nhóm video video trên không được lực hút tiền xem nào. Kênh YouTube, video trên YouTube đó thì chúng ta sẽ thấy nó đề xuất này. Đấy, cho nó vô luôn, 429.000 cho vô luôn, 538.000, 233.000 rồi cho vô luôn. Đấy, có một cái lượng view rất là lớn và nó nói về lực hấp dẫn tiền bạc này, mình cho hết luôn. Công cụ hút tiền bạc rồi 7 bước lực hấp dẫn, đấy mình cho vô luôn hết luôn. Ok, như vậy thì Hường đã để quảng cáo tại những cái kênh 14 mục như thế này. Hương thấy thì mình nên cho rất là nhiều video tương tự vô, bởi vì là khi chúng ta sẽ có nhiều video như thế thì cái impression, cái lượt tiếp cận của chúng ta mới lớn được. Như vậy thì nếu mà Hương để 500.000 và với số cái kênh như thế này thì chỉ có 750.000 được hiển thị thôi, nó khá là ít đúng không? Bây giờ làm nào để tăng lên lượt hiển thị ta? 750.000 lượt hiển thị thì hơi ít. Ừ, giả sử mình kéo lên mình cho người 600 ngàn nữa coi. 600 ngàn. Đừng hiển thị lên bao nhiêu. Dựa trên tùy chọn cài đặt chiến dịch chứ không phải ngân sách hoặc giá thầu của bạn. Tùy chọn của Hương ấy.
Thì do là ở cái độ tuổi Hường cũng bỏ đi những cái độ tuổi bé bé mà người ta xem YouTube nhiều ấy, ví dụ 18 đến 24 này, với lại cái video thì mình cũng chọn một số video nhất định thôi. Thành ra thì chỉ có 570.000 lượt hiển thị. Ok không sao. Chúng ta chạy bao nhiêu đấy, mọi người có thời gian thì cứ thêm video vô, thêm video vô, chúng ta có thật nhiều video thì chúng ta có nhiều lượt hiển thị hơn. Ví dụ Hường để giá thầu CPV tối đa là 500 đồng chẳng hạn à. Rồi chúng ta sẽ để video kênh, cái video của chính xác của mình vô. Copy nó. Rồi chúng ta dán vào đây. Như vậy thì Hường sẽ quảng cáo. Bây giờ Hường thích quảng cáo video discovery hơn. Bởi vì thực ra những cái này ai quan tâm thì họ xem, còn không quan tâm thì thôi. Chứ chứ nếu mà họ xem, bắt họ xem thì cũng cũng tội. Hoặc cái video này, nếu mà video này mọi người muốn tăng cái lượt view ấy, tăng cái lượt view thực sự ấy, tăng cái nếu mà để quảng cáo video discovery thì chúng ta sẽ tăng thời gian xem, tăng thời gian xem nha. Bởi vì khi mà họ đã cố ý họ click vô thì tỷ lệ họ ở lại họ xem cao hơn. Còn nếu mà quảng cáo ở trong luôn có thể bỏ qua, tức là họ đang làm một cái gì đó vậy, xong cái video của chúng ta họ đang xem video, xong video của chúng ta xuất hiện, thành ra cái tỷ lệ họ bỏ qua cũng khá là cao, đúng không? Thì nếu mà mọi người muốn xem cái số lượt xem nó nhiều một chút thì chúng ta có thể đọc bỏ chọn chế độ là bỏ qua quảng cáo. Ok, thì quảng cáo video discovery nó cũng có một cái lợi ở dưới này, nó cũng có một cái lợi đó, khi mà khách hàng của chúng ta search ấy, mặc dù cái kênh của chúng ta để quảng cáo họ không bật quảng cáo, nhưng mà khi chúng ta search họ tức là họ mà không bật quảng cáo thì video của chúng ta vẫn có thể xuất hiện ở bên ngoài của cái kênh. Ok, thì thôi bây giờ mình hồi nãy giờ hôm qua giờ mình làm quảng cáo trong luồng chưa có, toàn là làm video discovery nhiều, nên bây giờ mình sẽ thử quảng cáo trong luồng, có thể bỏ qua nha. Đấy, còn ở dưới là quảng cáo đệm. Quảng cáo đệm tức là quảng cáo mà không thể bỏ qua luôn. Thì nếu như các bạn muốn quảng cáo đệm không thể bỏ qua luôn ấy, tức là ép người khác coi luôn ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ CPM. CPM là ở trên đây nè. CPM là cái này nè cả nhà. Đấy, chọn ở dưới, chứ không phải chọn ở trên. Ở dưới thì nó sẽ có cái mục là quảng cáo đệm là không thể bỏ qua. Mình ở trên thôi. CPV thôi. CPM là số tiền trên mỗi tiếp cận thì thôi mình không chọn chế độ đấy. Rồi ok. Như vậy thì mình sẽ để cái video quảng cáo của mình vô đây luôn cũng được. Rồi, rồi là hiển thị. Như vậy thôi. Mọi người sẽ thấy là video của chúng ta sẽ quảng cáo theo kiểu bỏ qua quảng cáo như thế này. Rồi ok. Kêu gọi hành động thì chúng ta sẽ nói là đăng ký kênh. Ví dụ đăng ký kênh. Quá nhiều, quá nhiều. Xem ngay chẳng hạn. Tiêu đề là lực hút tiền. Lực hút tiền. Rồi ok, như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ có một cái quảng cáo bé bé như thế này. Lực hút tiền, xem ngay. Rồi, ảnh. Để hình ảnh mặc định của cái video của chúng ta cũng được. Rồi ok, chúng ta sẽ tạo chiến dịch 570.000 lần hiển thị. Rồi ok, chúng ta tiếp tục đến chiến dịch. Như vậy thì Hường vừa rồi đã hướng dẫn cả nhà làm thế nào để quảng cáo cái video phù hợp của cái kênh mình lên các đối thủ cạnh tranh, hoặc là những cái video tương tự, video tương tự như cái video của chúng ta, thì cái lượng khách hàng đã có sẵn ở những video đó, họ quan tâm tới những video đó thì cái tỷ lệ họ quan tâm tới video mình cũng khá là cao. Như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái lượng đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube lên. Ok, mọi người có thể, nếu mà chi phí tùy cái số tiền chúng ta có, nếu mọi người mà có cái ngân sách của chúng ta bé hơn thì chúng ta để ở đây 100 đồng thôi cũng được. Còn nếu mà cái lượng video chúng ta cung cấp vô đủ lớn để chiến dịch của chúng ta phân phối, thì chúng ta hoàn toàn có thể để CPV, tức là số tiền chúng ta trả trên mỗi view thấp hơn 500. Ví dụ như mọi người có thể để 200 đồng hay là 100 đồng cũng được, nếu mà lượng video chúng ta bỏ vô đủ lớn. Bởi vì số kênh của đối thủ cạnh tranh hiện tại là nó khá là ít, tùy sản phẩm nha. Ví dụ như những cái đối tượng như này thì một vài kênh Hường liệt kê như thế, nếu mà Hường để giá thầu nó thấp quá nhiều khi nó sẽ không hiển thị. Nhưng mà khi mà cái số lượng video chúng ta cung cấp để mà quảng cáo phân phối đủ lớn ấy, thì chúng ta chỉ cần để cái CPV ít thôi, giá thấp thôi. Mọi người hiểu ý Hường chỗ này không? Như vậy thì vừa rồi Hường đã chia sẻ một cái bí mật mà thầy Phạm Thành Long đã chia sẻ, Hường học từ thầy Phạm Thành Long cách cách nhanh chóng đặt nút bạc từ cái việc quảng cáo kênh YouTube. Đó là một cái kỹ thuật. Thôi, bây giờ để mà có được dòng thu nhập thụ động,
cái này là mọi người đang học cách là làm thế nào để cái kênh của chúng ta tiếp cận nhiều hơn, quảng cáo nhiều hơn. Nhưng mà để thu nhập thụ động thì mọi người biết làm thế nào không? Ví dụ cái kênh của chúng ta quảng cáo những cái sản phẩm của chính mình, thì mình chính là những người giao hàng chăm sóc khách hàng. Còn nếu mà chúng ta cái kênh cũng video đó mà chúng ta quảng cáo cho sản phẩm cho người khác, và với đặc biệt hệ thống affiliate marketing thì chúng ta không cần phải giao hàng, không cần chăm sóc khách hàng. Chúng ta đôi khi cũng không cần biết khách hàng là ai. Nếu mà chúng ta đang làm cái kênh, chúng ta cũng xây kênh và chạy quảng cáo tương tự như cái tư duy hồi bữa giờ Hường chia sẻ trong các video này, mà chúng ta quảng cáo các sản phẩm trên Clickbank cũng như là các sản phẩm ở các hệ thống trảo hồng khác, và nó cũng theo ngách, và chỉ cần là có ai đó click vào link phần mô tả và mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Hiện nay thì Hường bán rất là nhiều đơn từ YouTube thông qua việc quảng cáo YouTube, và họ chỉ tự động, một cách tự động họ xem video, họ thấy hấp dẫn, họ xem cái phần mô tả, họ click vào cái link họ mua hàng thì Hường nhận hoa hồng tương tự cho ở trên fanpage. Nếu các bạn thấy hấp dẫn về cái việc làm thế nào để kiếm được tiền từ YouTube một cách thụ động, cũng như là kiếm tiền từ fanpage một cách thụ động nhờ vào cái việc của chúng ta xây những cái video khá là đơn giản, thì mọi người hãy đăng ký kênh và bình luận ở video bên dưới để Hường biết rằng là mọi người đang hứng thú, thì Hường sẽ xây thêm nhiều video. Và đừng quên chia sẻ cái video này đến người cần nha, hãy chia sẻ cái video này đến người cần. Để chúng ta hãy lan tỏa nhiều người biết đến hơn, và một ngày kiến thức của cộng đồng của chúng ta sẽ đi nhanh hơn, chúng ta học cùng nhau thì sẽ phát triển nhanh hơn. Ok, nhớ đăng ký kênh của Hường xem các video tiếp theo nha.